Nãy giờ tao bảo đảm mày nó lấy đúng hai câu mà giới thiệu chồng mà vô làm tình yêu. Ladies and gentlemen, giới thiệu mà cho cố vô đi. Welcome to Bro Lăng Tình Yêu. Nửa tiếng hồng. Nửa tiếng hồng. Gì? Hôm nay anh hẹn em đến đây làm gì vậy? Thì biết đó, hôm nay thì em đến khách sạn. Hả? Khuôn viên khách sạn. Thì đáng lý là anh định kỷ niệm 11 năm hẹn ta biết nhau. Em có điều gì mà nói anh không? Anh chủ động phải nói với em chứ, anh kỳ quá à. Em đọc cái đi. Ôi là con trai mà. Anh kỳ quá à. Rất cỡ quá à. Rất cỡ cái gì thì anh nói với em là ngày hôm nay anh tới đây anh sẽ tìm tình yêu cho em. Mà sao chưa thấy tình yêu gì hết trơn? Đâu có, anh với em để đi một cuộc hành trình rất là dài cùng nhau rồi, 11 năm trời rồi. Làm sao mà anh hãy tìm được tình yêu cho em được? Ủa sao kỳ vậy? Bởi vì bộ cái tình cảm mà sự quan tâm của anh dành cho em cũng không cảm nhận. Anh thể hiện lúc nào? Wow. Thì từng ly cà phê mình pha cho em uống nè. Em thấy là anh pha cho cả đoàn rồi. Ghê luôn á, thiệt. Cũng 11 năm rồi chứ bộ, đúng không? Đâu phải là quãng đường quá ngắn với hai anh em đâu. Nguyên cái đoạn đó nãy giờ người ta cắt á. Cái đang đến với chương trình Vô Lăng Tình Yêu. Vô Lăng Tình Yêu. Chuyến đi của Thanh Xuân. Một con tim màu hồng, một con thì hở bên tim, hai con ráp lần. Anh ấy được mệnh danh là professorship, chủ sĩ tình yêu, ghê chưa? À, tức là lớp shipper hả? Không, hả? Professorship đó là gọi là chuyên gia về tình yêu, tư vấn về tình yêu đó. Ăn tường hết những loại tình cảm từ gà bông cho đến gà trưởng thành cho tới mà những tình cảm qua lứa đồ đó. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chủ sĩ tình yêu của chương trình Vô Lăng Tình Yêu. Đó chính là... Nãy giờ nó không lấy được cái gì hết. Nãy giờ tao bảo đảm mày nó lấy đúng hai câu mà giới thiệu chồng mà vô làm tình yêu. Ladies and gentlemen, giới thiệu mà cho cố vô đi. Welcome to Vô Lăng Tình Yêu. Nửa tiếng hồng. Nửa tiếng hồng. Anh hiểu sao mà một năm không dính chưa? Ôi thật là thanh xuân. Đúng rồi. Anh mới hiểu là tại sao 11 năm tụi em chung chạ mà không đứa nào để ý đến đứa còn lại. Anh hiểu, cái dạng vật nó được sinh ra nó có lý do quý vị. Thấy không? Phải sinh bắp ra thì phải sinh sam ra. Mà tại sao hai đứa nó không thể nào ở gần nhau là tại vì hai tụi nó mang một cái loại năng lượng rất là đặc biệt. Dạ đúng rồi. Quý vị cứ đặt niềm tin cho nó đi, cứ đứa này sàm là đứa kia sẽ sàm hơn. Và nó sẽ có thể sàm hơn và sàm hơn nữa. Anh thử ra là, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi một lần nữa lại được gặp nhau ở đây. Anh em chúng tôi sẽ cùng nhau Vô Lăng Tình Yêu. 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô Lăng Tình Yêu tại TikTok Madison Entertainment.